Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip giới thiệu những cái mẫu vải áo dài ngon, bổ và rẻ. Bổ rẻ, đại hà giá. Bình thường là ngon bổ đắt, nhưng đại mà bây giờ thì ngon bổ rẻ. Thì cái lô hàng sale đó lát xíu chị bé sẽ nói ở cuối clip. Còn thưa chị giới thiệu qua một chút là những cái vải áo dài này là như thế nào thưa chị? Cái này để chị nói với em nghe là cái này là chất liệu tầm thái. Thì mẫu mới. Hàng không hư, không defo, không một cái gì hết. Nhưng mà chất liệu tầm thái. Mà lúc này nhà chị bán thì nó qua là lụa hết rồi, chị không bán tầm thái nữa. Có nhiều người là gọi tầm thái, nhiều người gọi là tơ ý em ha. Nhưng mà tại vì hàng này chị làm để chị đi đóng tỉnh, các tỉnh. Dạ. Đóng đi các tỉnh nhưng mà giờ tự nhiên giống như là giờ tỉnh nó cũng đòi hỏi là vải lụa luôn rồi. Thì có một số tỉnh thì nó đòi vải lụa, vải tầm thái này thôi. Mà giờ ngày hôm qua chị thống kê lại là còn 117 áo. Tầm thái này thưa chị có phải là tơ tầm của Thái Lan không? Không, cái vải này cái kêu cái tên nó như vậy đó em. Tại tên vì, gọi là tầm thái. Nó mỏng hơn hàng lụa một chút xíu. Dạ. Nó không có co giãn bằng hàng lụa chứ mà vẫn có cái đàn hồi. Thì nói chung là giờ trên chợ, các chợ thì ai cũng đều bán hàng này. Nhưng mà riêng nhà chị thì cái hàng này còn 117 áo là hết luôn. Là so với lụa nó không co giãn bằng? Nó không co giãn bằng, nó không có dày bằng. Rồi cái sự thấm hút mồ hôi thì sao? Nó không có dày, nó không có bằng cái hàng lụa. Không bằng lụa đúng, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà còn chất liệu thì vẫn đẹp và hoa văn các vẫn thứ đẹp. Thì vẫn rất tuyệt vời. Cái hoa văn này thì chị làm đơn giản cho bán cho những người không cầu kỳ. Dạ. Giống như là người ta mang đi lễ nè, rồi đám cưới, ngồi xuôi đi đi cưới mà tức như ngồi xuôi mà xuôi ké đó em. Dạ. Thưa chị thì khi mà chưa đại hạ giá thì cái sản phẩm này là lúc đang thịnh hành ấy, thì bán mức giá bao nhiêu thưa chị? Thì chị bán cái này một áo như vậy 680, mua áo tặng quần. 680 ngàn mua áo tặng quần. Mua áo tặng quần, còn nếu mà lấy sỉ á, là 560 ngàn. Vâng, còn bây giờ thì chị tính bán thì sao? Thì giờ chị bán một áo 200. Một áo 200. 200 là giờ chị nói lấy 200 là chị lấy lại những cái công kết thôi. Còn dạ, cái vải này chị tặng cho khách hàng. Vâng. Chị chỉ lấy lại cái công kết thôi, bán dạ, 200. Dạ. Nếu ai mua 10 áo thì còn 1.700.000. Vâng. Thì chị bán có 117 áo là hết hàng. Vâng. Cái này là mình báo cho biết trước là không lỗi, không vâng, hư. Vâng. Không một cái gì hết á. Vâng. Nhưng mà hàng trên sào đưa xuống nha. Dạ. Còn đúng 117 áo, ngày hôm dạ qua chị kiểm đúng 117 áo. Vâng. Thì giờ chị bán cho hết là chị đổi chị qua hết chất liệu khác đúng không? Còn cuối cái clip này chị phải nói hàng sale. Dạ, hàng dạ sale thì chị khoảng 100 áo, trên 100 áo. Dạ. Nếu ai muốn mua thì phải bán, mua hết thì phải bán 70 ngàn cho vâng, nó xong. Vâng. Thì dạ trong cái số hàng sale đó 70 ngàn một áo bán hết thì chị lấy số tiền đó chị cũng nói với em rồi đó. Thì mai mốt cuối năm chị cho Bệnh viện Nhi Đồng 2. Vâng. Còn rồi cái này thì chị bán để chị lấy tiền, chị trả vâng tiền thợ. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Thưa cô bác anh chị, Tuấn Dương xin nhắc lại là đây là những cái mặt hàng không có lỗi lầm gì hết. Đúng rồi. Chẳng qua là trước đây thì chị bé làm để giao về các tỉnh, giao các cho tỉnh, các mối. Và các bạn nhìn thấy là thêu này, rồi kết đá. Toàn mẫu mới không à? Toàn bộ nhưng mà nó là mới tầm thái. Chất liệu vải thì là tầm thái. Đúng rồi. Và khi mà chưa có hạ giá đó là bán tới 680 ngàn lận. Còn bán áo sỉ là 560. Còn ai mua sỉ là 560 ngàn. Nhưng bây giờ thì chị bán 200 ngàn. Hạ giá còn 200 ngàn một áo. Nếu quý vị nào mà mua 10 áo thì giá sẽ còn là 1.700.000 thôi. Đó. Tại vì lúc mà chị đóng sỉ hàng này là 560 áo em. Dạ. Đây màu rất là đẹp nhá. Màu đẹp này, đó, có đủ màu luôn. Quý vị có thể là những cái vị mà xui trẻ chừng 45, 50 ở dưới quê hoặc là đi ngồi xui ké đó có thể mua những cái vải này mình may lên áo dài mặc trong đám cưới. Rất là đẹp nhá. Có cái chị kia bên Canada, chị nói là tháng 9 chị về, chị mua một khoảng chừng 100 hay 100 áo, chị may, chị đem qua bán. Chị cũng ý định là để lô hàng cho chị á. Nhưng mà là em biết sao, cái quầy thì nó nhỏ mà mình cứ trong cái mắt mình á, mình đã lựa ra rồi đó. Mình lựa ra rồi, cái mình để mình thấy nó hơi bị gai. Đây, cô bác anh chị nhìn này, phía trước là thêu bông hoa hồng, rồi những cái lá vô thì treo màu phụ xám đi chị nha, đã có ai treo phụ đi. Đó, cô chú nhìn rất là dễ thương. Ở dưới thì bông hồng. Cái mẫu này là nó không có cầu kỳ nha, nó đơn giản, nhìn không có cầu kỳ. Rất là đơn giản mà đẹp nhá. Nó không có cầu kỳ giống như mấy mẫu ấy, tại vì mẫu này chị làm đơn giản. Này là đẹp dịu dàng mà không chói lóa này. Đẹp, xịn sò. Vừa đơn giản mà lại giờ đẹp. Bán 200 ngàn là lấy tiền này để trả cho thợ thôi, gia công thợ em.
mình đưa gia công là cái tiền kết 200 đó. Dạ, đúng rồi. Coi đi chị. Rồi. Chị công kết rồi thêu đã quá 200 rồi nha các bạn. Mà đây nguyên cả vải chỉ có 200 ngàn thôi. Đây quý vị nhìn này, đằng trước ngực à, cái bông kết nổi. Cái thêu này thì chị thêu là 230 ngàn tiền thêu nè. Dạ. Đó. Nè quý vị nhìn này. Thêu là 230 ngàn tiền thêu á. Đơn giản mang cổ thuyền mấy cái cổ cơn đơn giản cũng đẹp. Chất liệu vải tầm Thái có sự co giãn. À, các bạn nhìn ở phía trước ngực đó là thêu bông có cả những cái chiếc trước lá ta trước nữa. Tà sao có luôn, tà sao cũng sau ngực vậy luôn á. Dạ. Đây có khá là nhiều màu, màu đỏ đô, màu đỏ rồi màu xanh nõn chuối. Vô móc hai áo nha. Đấy, ở tả phía dưới các bạn, đây dưới chị còn làm cái đăng này. Đăng ta đăng. Đấy, tà này. Mấy cái đăng thiêu đó là 208 tiền thiêu, còn trên ngực là 230, 240 tùy theo mẫu. Tiền thiêu các bạn thấy là 280 ngàn. Nhưng mà giờ vẫn bán. 200 ngàn. Gọi là thâu hồi vốn. Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khi các bà các cô muốn mua áo dài để làm đẹp nhưng mà cũng không có dư giả tiền, thì đây là những cái mẫu có thể để cho các cô các chú anh chị mình mua làm quà cho người nhà dưới tỉnh, hoặc là mình mua về những các cái chợ nhỏ mình bán cũng được. Ai mua nguyên lô, ví dụ như mình mua ai lấy luôn lô về bán cũng ngon em ha, chừng 170 mà mình bán cỡ khoảng 370-400 là mình cũng một lời một rồi. Mà đây là mẫu mã cập nhật liên tục. Có đúng thể ơi, nói đúng. Áo dài thì chợ An Đông là số 1 Việt Nam rồi. Chợ Bến Thành cũng không thể bằng chợ An Đông được nhé quý vị. Vì Bến Thành thì khách du lịch, rồi khách nước ngoài thì... Đâu cái mẫu này đợt trước có em mà chị bán mẫu này là 890 ngàn một áo. Đúng rồi, 890. Mua áo tặng quần. Thêu rất là công phu. Cái mẫu đó là tiền gia công 400 mấy. Giờ em đang gì chứ à. Rồi cái này cũng đẹp này. Thêu rất là cầu kỳ nha quý vị. Rồi đây thêu nguyên một chùm bông ở phía trước này. Rồi cái đăng này các bạn này. Lưới đó. Rồi tiếp theo màu tím. Nó có đủ màu luôn đó em nha. Nó có đủ màu hết á. Này là làm ra bán cho nên đủ màu hết. Chứ không phải là làm mình còn lại để mình sale. Thêu rất đẹp nha quý vị. Đẹp. Thêu rồi còn kết đá nữa. Đá pha lê. Quý vị có thể coi rất nhiều những cái clip mà bán vải áo dài ở trên mạng. Nhưng mà quý vị có thể khó tìm thấy một cái nơi mà bán đẹp mà giá lại phải chăng. Đôi khi là còn sale để... Hàng này không hư em nha, không hư, không default, không một cái gì hết á. Dạ. Tuyệt đối luôn. Có các gam màu, màu xanh đậm, xanh nhạt. Cái này gọi xanh gì chị? Xanh da cái trời. Cái này xanh ngọc. Xanh ngọc. Còn này lá cẩm nè. Rồi, lá cẩm là giống cẩm như là gạo nếp cẩm nè. À, theo đằng trước là hình mấy cái bông hoa, phía dưới là một nhánh hoa nữa này. Đúng rồi, cái này màu dâu nè. Rồi tới đây là màu dâu. Đó. Cô bác anh chị nhìn những cái bông. Đó. Này màu vàng, vàng cúc nè. Đó. Màu đẹp lắm đấy em. Màu vàng hoa cúc nè. Vàng hoa cái cúc. Cái này theo bông thì màu hồng nè. Bông màu hồng. Lá thì màu hơi nâu. Ờ, xin phép được nhắc lại là những sản phẩm này không có lỗi lầm gì hết. Không có lỗi. Cái này giá bằng chanh nè em nè. 200 ngàn một áo. Đó, này bằng chanh nè. Áo 200, còn mua 10 thì còn 1.7 triệu ha. Mua 10 áo thì còn 1.7 triệu. Đúng rồi. Ai thích thơ Nguyễn Bính, mấy cô bác ở hội nhà văn, nhà thơ này, Trần Quê thì thích.
Mẫu màu vàng chanh thì cái đầu màu đó. Vàng chanh. Còn đây màu, màu dâu ngọt ngào. Mấy bạn nào mà trẻ trẻ đó, xui trẻ có thể mặc cái này. Đúng 117 áo là hết luôn. Vâng. Qua chị đếm 117 áo. Rồi tiếp theo đây quý vị. Cái này kết giặt nó có bị giặt bình thường chị? Em giặt bình thường, nó y chang những cái hàng của chị lên này, một dạ. Thợ làm. Không có sợ bung nhé, không rồi. Có sợ bị mất hộp đâu các bạn. Rồi tới màu xanh. Cô Thúy nói đăng lên mới bán được. Rồi màu tiếp theo đây quý chị vị. Chị Thúy ơi, chị bé màu không đăng dâu. Lên đâu có ai biết có hàng đâu người ta mua. Đẹp đúng không em? Đơn ngọc, giản mà đẹp đúng không em? Đơn giản mà đẹp. Đây em sẽ tiếp tục em đăng ở trên TikTok cho cô bác coi. Sáng này có cô kia từ Bình Dương, mà không biết coi sao, ai giới thiệu, nói áo dài bé là nằm Trương Định ở chợ gì? Trương Định con hả? Hai Bà Trưng á. Hai Bà Trưng á. Tới Hai Bà Trưng gọi điện, cô con ơi, cô đang đứng bên hông chợ Hai Bà Trưng rồi tới ra dắt cô vô nè. Khổ. Bé là áo dài chợ Anh Đông. Vâng. 34, 36 đường An Dương Vương, phường 9, quận 5. Đó mấy áo này em nè. Đó như mấy áo này em nè, em đi mua á, nếu mà em đi vô trong chợ không danh dưới 700-800 triệu đồng một bộ đồ. Dạ. Có thể mua đến 1 triệu mấy nữa. À, cô bác anh chị đang coi video clip chia sẻ các mẫu vải áo dài tại tiệm vải áo dài bé chợ An Đông. Đây là những cái mẫu vải tầm thái. Đúng rồi. Được thêu rồi kết đá pha lê. Áo 200. Đây là những cái sản phẩm rất là đẹp. Trước đây thì được bán với cái mức giá là 680.000. Đúng rồi, 680.000 một áo toàn quần. Còn bán sỉ là 560.000. Tuy nhiên thì bây giờ áo dài bé sẽ đại hạ giá cái mẫu này để nhập thêm những cái lô hàng mới. Bây giờ thì người ta sẽ mặc là chất liệu lụa, không mặc chất liệu tầm thái như xưa nữa. Vì quý vị có thể mua những cái mẫu vải này để may áo dài xui da, rồi áo dài cô dâu, rồi mặc đi tiệc. Đó, những mẫu rất đẹp nhé. Áo dài bé chợ An Đông ở địa chỉ 3436 An Dương Vương. Cô bác anh chị mình tới thì mình đi cổng chính qua cầu thang bộ, gặp tiệm vàng Ngọc Mai thì mình quẹo trái khoảng 10 mét là thấy bảng hiệu áo dài bé. Chỉ có 200.000 một áo, mua 10 áo thì giá là còn 1.700.000. Và tổng cộng cái lô hàng này thì có là 117 áo. 117 áo. Những mẫu rất là đẹp và sắc sảo. Nhiều mẫu, nhiều màu lắm. Hàng này là Việt Nam đúng không chị? Đúng rồi, hàng Việt Nam em. Đây là hàng Việt Nam nhé. Các bạn cần phân biệt với các cái hàng khác mà không rõ xuất xứ hoặc là hàng của nước ngoài. Hàng chất liệu của hàng Nam, của nước ngoài chưa chắc đã tốt như hàng Việt Nam đâu các bạn. Rồi đây màu vàng này. Màu vàng đồng. Vàng đồng. Màu đô tươi nè, này là đô tươi cô nè. Cô chú anh chị chia sẻ video clip này cho nhiều người biết cái nơi bán hàng tốt, hàng rẻ và hàng chất lượng. Để ai có nhu cầu mua áo dài thì ghé thăm áo dài bé chợ An Đông. 170.000 nếu mà mình mua 10 áo. Còn nếu mua một áo là 200.000. Vải này thì có sự co giãn nhẹ theo chiều ngang. Không có lỗi lầm gì hết. Vải này là chất liệu vải tầm thái. Đây sẽ quay gần quý vị coi này. Thêu rất là tinh tế công phu nhá. Rồi kết đá luôn. Hàng rất là đẹp. Rồi, một mẫu tiếp theo này. Kết đá pha lê hết đấy em nha, đây. Chứ không phải đá thường đâu. Đây đá pha lê này các bạn đá nhìn pha lê này. Nó óng ánh luôn nhá.
đá pha lê. Đó. Có ánh đèn vào nữa chiếu lên thì thường. Nó sẽ rất là đẹp. Ở đây màu vàng này, trên cái nền màu đỏ này. Bạn mẫu của chúng ta thì cao khoảng 1m60, nặng chừng khoảng 50kg. Rồi, cô bác, những cái bạn gái yêu thích áo dài có thể lưu những cái video clip này lại và lưu cái địa chỉ của áo dài bé là 3436 An Dương Vương. Địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7. Số điện thoại là 0908332073. Đây, em quay cái số điện thoại cho cô bé, cái địa chỉ tiệm cho các bạn coi nhé. Áo dài bé D1, D3, D5, D7 này. Đó. Rồi đây, tiếp tục cô bác coi những cái áo dài. Mẫu áo dài đang giá rẻ đẹp đang ha. Được ướm để ai có nhu cầu thì mình mua. Ở đây áo dài thì rất là nhiều loại, nhiều mẫu, giá dao động từ 300.000 cho tới 8 triệu đồng một áo. Áo 8 triệu thì thường là vải của Thái Tuấn, tơ tằm, rút sợi nữa. Đây, các bạn nhìn cái mẫu này thêu này, rồi kết đá pha lê óng ánh nhìn đẹp rất lắm. Là dễ thương nhá, rất ngọt ngào, màu đỏ này. Chị bán như vậy là mấy mối mà các tỉnh lấy hàng chị là thế nào cũng có gọi điện để mán vốn chị. Nếu mà chị ra sale như vậy thì người ta bán không được, em hiểu không? Vâng. Nhưng mà cũng thông cảm dùm là tại vì giờ hàng này nó còn số lượng ít quá. Vâng. Giờ mình chuyển qua hàng lụa hết rồi. Vâng. Mà giờ mấy cô sĩ á, lấy hàng buôn á, ta gọi là bán buôn, miền Bắc thì gọi là bán buôn em. Vâng. Thì cũng đòi hàng lụa hết. Còn tầm Thái thì người ta lấy ít thôi. Ví dụ ta lấy 100 cái, trong ta cần chỉ 10 cái hàng tầm Thái thôi. Vâng. Cho nên mình muốn cho nó hết tầm Thái luôn. Còn những mối mà người nào mà còn lại hàng tầm Thái á, mà bán được thì trả về lại cho bé, rồi bé bán sale cho hết luôn. Đây màu vàng đồng. Đó, các bạn nhìn cũng kết vừa thêu vừa kết đá. Chứ giờ mình không bán, mình cứ để hoài em hiểu. Đây màu xanh. Rồi áo này sale 200.000. Dạ. 200.000 một áo. Bao đẹp. Đẹp, nhưng mà đặc điểm trọng. Cái hàng sale hàng này đó không là đổi bán nha. Tại hạ giá rồi thì không có đổi trả không nữa. Không đổi trả. Quý vị. Mình đã mua là mình chốt luôn. Cô chú anh chị chia sẻ video clip này giúp em để nhiều người yêu áo dài thì biết cái điểm bán vải áo dài giá rẻ ở chợ An Đông. Rồi vô đi vô chị. Coi dạ. Đi chị. Dạ vô coi dạ. Đi các chị. Đi. Mình cứ vô trong coi đi ạ. Đây có cả những cái bạn khách người nước ngoài cũng lại để coi vải áo dài 200.000. Chưa tới 10 đô la. Thích loại nào đi nói đi con lấy cho. 8 đô la cho một sản phẩm. Đó. 8 đô la cho một sản phẩm. Đây có cả những cái bạn em lấy vải đi, em đừng lấy nhung còn trẻ mang nhung già đó. Gái, cũng lại để mua vải này. Đó. Đây màu tím trông rất dễ thương nhé. 200.000 một áo. Ồ tóc đẹp quá ta. Ừ. Chị đang tư vấn cho mấy bạn ấy trẻ mà mặc nhung thì em vô coi hàng vẽ cô coi vẽ tay thứ coi cô một bộ 440 mua áo tặng quần đẹp lắm. Dạ coi thử đi đâu rồi bé. Đây chị Nga coi lấy hàng vẽ đó chị Nga coi. Ở đây phục vụ cả khách trong nước lẫn khách quốc tế nhé. Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Tuy Di, Ni Di, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông có cả nha các bạn. Nhưng mà đa số vẫn là khách hàng Việt Nam. Các cô thì rất thích những cái tà áo dài truyền thống.
Rồi, em biết chưa, người Nhật đấy em, ta cũng mua hàng này, người ta may áo rất là nhiều. Dạ. Ờ, người Nhật á. Người Nhật đấy chị. Ờ, Nhật giờ ta mua hàng này, người ta may rất là nhiều. Đây quý vị nhìn này, thêu này thấy uy tín chưa, chất lượng chưa? Đó, thêu rất là sắc nét nha. Rồi còn kết cả đá pha lê nữa. Ừ. Màu vải lên cũng rất là đẹp. Giá chỉ 200 ngàn. Cái này không gọi là, không phải là sale mà đại hạ giá. Đại hạ giá, và chứ không phải là sale, nếu mà sale thì... Hàng sale là đôi khi nó có lỗi lầm, rồi, lỗi mốt này nọ, nhưng mà cái này không có đại lỗi lầm gì hết. Hôm nay chị có sale rồng nữa em nè. À. Sale rồng bữa 5 giờ rồi chị vẽ, và chị bán 5 rồng, giờ nó qua mốt rồi đó chị sale nữa. Mà cái đấy là lô khác đúng không? Cái lô này là còn ít rồng, chị sale chung thôi. Vâng. Tại vì con rồng mình bán 5 giờ rồi, 5 rồng á, 5 nữ á. Giờ nam thì người ta mang qua năm suốt tháng, nhưng mà nữ người ta mang một cái năm rồng người ta mới mang. Đây, cô chú anh chị đang coi những cái mẫu vải áo dài, giá là 200 ngàn một áo. Chất liệu là tầm Thái, hoa văn thì được thêu rồi kết đá pha lê. Cái này phù hợp cho quý vị là may áo dài. Áo dài cách truyền tân thống, áo dài cách tân. Nhiều mẫu em ha, nhiều mẫu, nhiều quá màu. Trời nhiều luôn. Nhiều theo mẫu, chị nhiều màu. Nói là có khoảng 117 áo. 117 áo. Đấy, có những cái gam thì màu đỏ này. Kết hợp với hoa văn màu vàng. Đây qua chị đem 117 áo. Có giãn nhẹ. Mình mặc vào nếu mà ốm vài ký hay mập vài ký thì cũng đều được. Không có phải sửa chữa gì hết. Đó, các bạn nhìn thấy không chỉ là khách trong nước mua mà khách nước ngoài cũng tới mua cái vải áo của sư Thích Minh Tuệ này. Đó, họ cũng đang lựa này. Rồi, cái màu tím này ấy, quý vị có thể mua để may áo dài mặc đi chùa, đi lễ nhà thờ. Một chai. Rồi, màu xanh ngọc. Hoa văn thì màu vàng. Cái lô này là làm nhẹ nhẹ thôi. Vâng. À, chứ không có cầu kỳ. Nhìn rất là đơn giản. Đúng, nhưng rồi, mà lại nhẹ, đẹp nha các bạn. Rồi, những cái chiếc lá này, màu đỏ tươi. Đây là tiệm vải áo dài bé ở chợ An Đông. Số 3436 An Dương Vương. Áo dài bé thì có nhận gửi hàng đi các nước. Tất cả các nước, rồi gửi hàng đi tỉnh. Nhưng mà cô bác mình mua đó thì chỉ có yêu cầu là mình phải đặt cọc trước. À, thì áo dài bé mới gửi. Bởi vì áo dài bé cũng có trước đây có tin tưởng nhiều khách rồi lấy hàng. Lấy hàng xong không trả xong, tiền luôn. Khách không trả tiền, khách đi luôn. À, nên là áo dài bé bây giờ cũng xin phép là sẽ phải nhận tiền cọc trước. Nè các bạn nhìn một mẫu tiếp theo này. Màu xanh. Hoa thì màu đỏ. Qua chị thì cũng gửi đi Mỹ nhiêu? 17 kg rưỡi con coi nha. Áo dài 17 kg rưỡi, 5 triệu mấy tiền gửi. Nè, em sao mà 117 cái? Cái móc này có 1 cái nè. Vâng. Là tại vì cứ móc 2 cái, 17 cái có lẽ 1 cái nè. Vâng, có cái lẻ. Nên qua chị đếm rõ ràng 117. Một còn 117 áo thôi. Móc 2 áo. Đây, các bạn thấy rất đông khách đang tới áo dài bé để mua sắm nhé. À, các bạn nữ tuổi từ 18 tới 25 mà đang coi cái video clip này thì các bạn cũng có thể lựa được cho mình những cái mẫu áo dài đẹp mà giá rẻ. Nó có màu trẻ cho tuổi trẻ luôn á. À. Màu nhẹ nhẹ cho tuổi trẻ. Cô bác hãy bấm like, thả tim, follow em để em quay những cái... mẫu vải áo dài, rồi quần áo, rồi đồ trang sức các thứ cho quý vị coi. Rất đẹp. Đây các bạn nhìn này, bông là đắp, đâu, thêu chứ. Thêu rồi đắp lên em. Đắp thêm bông cả 3D cái bông 3D lên nhé. Đúng rồi. Đó, mẫu này cũng đẹp xuất sắc này. Rồi,
không thể tin nổi các bạn ơi. Ngon bổ mà lại rẻ đẹp nữa nhá. Ngon bổ rẻ đẹp. Ngon bổ rẻ đẹp. Đâu có ăn được đâu bổ. Đây là món ăn tinh thần. Đấy, bạn gái cháu bé nhỏ nhỏ này cháu cũng rất là thích này. Cháu cũng tới cháu coi. Đây, một mẫu tiếp theo. Rồi, cô bác đang theo dõi vải áo dài Đại Hà giá, mức giá là 200 ngàn một áo. Chất liệu vải là tầm thái. Tầm thái. Có thêu, rồi kết đá pha lê. Rất là nhiều màu sắc phù hợp cho tất cả các độ tuổi. Đấy, cô chú anh chị nhìn màu xanh này. Màu cà rốt nè em nè. Đó, rồi, đẹp lộng lẫy luôn. Đẹp lộng lẫy luôn. Đẹp xinh xò, sang trọng. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Đây, bây giờ thì có thêm mấy bạn nữa tới kia nhé. Có mấy bạn người nước ngoài tới nữa này. Để mua áo dài may sẵn. Sư Minh Tuệ. Nói chung mua vải Việt Nam mình thì tuyệt vời rồi. Có mấy nước như là Ấn Độ, này, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc hoặc Nhật. Mấy cái nước mà họ sản xuất vải. Đây, những trời cái đầu đẹp ghê chứ em. Kiểu tóc rất là lạ. Cái nón hả? Cái nón. Đấy. Tướng tóc đẹp ghê vậy. Khách quốc tế luôn. Tới mua. Cái tiếng Việt không con? Rồi, màu vàng đồng. Bông thì đắp nổi. Đúng rồi. Rồi, tới màu tím. Tím cẩm. Cẩm. Tím cẩm. Xanh lý. Rồi, màu xanh lý. À, các bạn nhìn. Màu lá. À, màu xanh lá cây. Đúng bông rồi. Thì màu đỏ. Rồi, tiếp theo thì cũng là màu cẩm tiếp này. Màu lý. Màu xanh. Móc này cuối cùng đúng không con? Rồi, cái cuối cùng chưa chị? Không, hai cái này cuối còn cùng. Hai cái nữa là hết cái lô này nha, hết quý lô vị. Này. Hết lô này. Màu sen. Đẹp em ha. Dạ. Màu này nhẹ 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 mà đẹp lắm. Bạn gái nhìn rất là dễ thương. Nhẹ mà đẹp. Màu đồng hết rồi đó em nha. Dạ. Rồi. Còn cái này là rồng để quay ra quay cũng được, khỏi cần ướm. Vâng. Rồng này ra quay cũng được. Rồi, rồng này là chị làm, chị bán năm 2023, tuổi con rồng. Dạ. Nhưng mà giờ nó còn khoảng 20 áo á. Vâng. Thì chị sale, nó có đủ màu. Sale mức giá bây giờ nhiêu? À, cũng chị sale giá 200 ngàn áo. 200 ngàn. Em ra đem quay em nè. Theo rồng. À, 200 ngàn áo, cũng 10 áo là 1,7 triệu vậy luôn. Dạ. Rồng này là mọi lần là bán thì 880 ngàn á. Chị chỉ còn đi Bến Tre đó. Đây chị bé quá. Đây. Đây rồng đây em nè, chị còn nhiêu này màu nè. Dạ. Đây chị còn nhiêu này màu nè. Chị đây bán xem. Đây quý vị sẽ coi này. Chị làm mấy trăm áo đó mà giờ chị bán còn nhiêu này nè. Dạ. Màu xanh nè. Xanh lý nè. Rồi màu cam nè, màu xanh lá nè. Màu sen nè. Màu cánh sen nè. Màu đỏ nè. Đỏ đô nè. À, rồi màu cam, màu vàng. Màu vàng.
Màu xanh e. Xanh e. Rồi cái này là chỉ nữ may thôi hả chị? Hay là cái nam? Này là chị làm cho áo con rồng này may nữ. Vâng. Tại vì năm 2023 đó nhiều người thích mang con rồng á. Vâng. Thì chị làm mấy trăm áo chị bán, nhưng mà giờ nó còn là khoảng 20 áo thì chị bán sale. Chứ áo này mà lúc không sale là 880 ngàn. Người Đài Loan, Trung Quốc hoặc họ cũng rất đây, thích. Đây giá còn đây nè, 800 ngàn áo nè. Giá trước là 800 ngàn nha quý vị. Nhưng mà giờ bán sale 200. Còn 200 ngàn. Tại vì nó hết hàng á, chị bán sale. Cái này lừa vẽ. Vừa vẽ. Rồi nhìn rất là đẹp này. Rồi còn cho chị bé nói là cái lô này em nè, cái lô này ngày hôm trước mình quay là 140 đó. Vâng. Đó, thì 140 ngàn áo á. Thì giờ á, chị nói ai mua hết á, còn 100 áo hơn 100 áo. Ai mua hết thì chị bán 70 ngàn. À, lý do các bạn là còn cái này rất là đẹp nhưng mà còn lý do để là hôm cho trước chị bé nói nghe nè. À, lúc mà em đăng lên á thì có hai cô, một cô mua 10 áo và một cô 30 áo. Vâng. Thì sáng gửi hình nhiều lắm, gửi kịch máy vô nhiều lắm, biểu lựa rồi ra bé Vi với anh Hoàng hai bạn lựa từ sáng đến trưa. Vâng. Lựa xong rồi đến chiều hôm qua mấy cô trả lời thôi cô không lấy nữa, để lúc nào cô lên cô lựa trực tiếp là một cô. Vâng. Còn một cô kia thì cũng nói y chang vậy. Cho nên bé nói là ai mà gửi hình tới mà kêu lựa để đó là bé không có lựa nữa. Phải đặt cọc. Tại trước, vì có nhiều người ra mua thì trả lời như ngày hôm qua buổi sáng trưa có nhiều người ra mua những mẫu đó là la bán rồi. Mà đến lúc chiều cô mới trả lời là cô không lấy. Tới lúc một sáng nay mới treo lên là cái khoảng này sáng nay mới treo lại nè. Vâng. Đó. Cho nên á là nhiều lúc em biết phiền lắm em biết. Đúng rồi thì cô bác mình bán cũng sale bị như vậy cũng phiền lắm. Cái văn hóa trong cái vấn đề mua bán nếu mà như mình em ra em quay hoài á mới cứ nói hết rồi có lại thì cũng kỳ. Vâng. Nhưng lý do mấy cô cứ lựa xong rồi cái mấy cô không trả tiền nên mấy để ngày sau cái mấy cô nói thôi giờ cô không lựa lấy rồi. Bữa nào cô lên cô lựa trực tiếp. Vâng. Thì giống như cô từ chối mà cái cách mà khéo á. Vâng. Thì cho nên bé còn lại số lượng này lại. Chị nghĩ là hơn 100 áo đi mà ai có giúp đỡ thì cho bé thì bé bán áo 70 ngàn. Vâng, thì cỡ là khoảng 7 triệu nguyên lô. 7 triệu thì cho vậy đi. Điện thoại rồi cứ đếm cái trả tiền. Đếm cái trả tiền thì số tiền này thì để dành lại nếu chị bán được thì đến giờ cuối năm á chị đi vô Di Đồng 2 chị cho các con trong Di Đồng 2. Dạ. Chứ cũng không làm giàu làm có những cái khoản này. Vâng. Nhưng mà bé muốn bán cho nó xong hết cho nó để vén dọn đi mình bán qua áo dài may sẵn. Dạ. Tại để vậy nó cũng chiếm chỗ lắm. Dạ. Mà mấy cô, cái cô 10 áo với cô 30 áo là 40 áo. Vâng. Là ngày hôm qua chọn rồi. Nhưng mà rốt cuộc ngày hôm kia chọn rồi nhưng mà hôm qua tôi từ chối không lấy. Vâng. Cho nếu mà mấy cô lấy là cũng gành hết rồi. Vâng. Thì còn vài chục áo chị cũng cho từ thiện thôi. Vâng. Nhưng mà lý do là giờ cô không lấy nữa thì mình phải treo lên lại. Vâng, vâng. Mà em biết cái không lấy mà thời gian để mình lục hàng, để mình xếp lại bỏ vô bao. Mấy bạn nó bỏ kỹ lắm. Cầu kỳ công phu. Mà rốt nhiều cuộc cái các bạn sắp xếp như thế này rồi này. Rồi sao không lấy xong nữa. Phải bỏ ra đầu để treo. Tháo ra mất thời gian. Cũng mong các cô bán xe mà cũng bị gọi là bơm hàng đó em. Mong các cô cũng mình cũng cân nhắc kỹ, mình đã quyết định thích với là nhà, nhích luôn. Với nhà bé là bán hàng là ví dụ mấy cô chuyển tiền thì bé mới chuyển hàng đi. Vâng. Tại vì shop áo dài bé là không phải là không có đăng ký mà giao hàng mới lấy tiền. Tại vâng. Vì mình bán là cái cách mình bán đây là chị không hiểu sao nhưng mà giống như là cửa hàng bé đây thâu tiền xong bé mới chuyển hàng đi. Vâng. Thì cái chỗ mà giao hàng tới đó thôi người ta không có thâu tiền cho bé nữa, người ta chỉ lấy tiền vận chuyển thôi. Đúng rồi. Dạ. Rồi cho chị nói như vậy chị cảm ơn nhiều ha. Dạ rồi. Vâng rồi em cảm ơn chị. Con muốn đậm nó đậm hơn cái quần cho chị bông, cho bông, hoa hồng. Ăn luôn vào quần nữa con đây không có. Xin phép được nhắc lại địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7. Số điện thoại 0908332073. Áo dài bé, chuyên sỉ lẻ vài áo dài nhé quý vị. Quý vị tới đây thì chắc chắn là mình sẽ lựa được những cái mẫu ưng ý, nhiều mẫu mới, phục vụ khách cả trong và ngoài nước.